ghen tị với sự giàu có của vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên. Nếu cộng gộp tài sản của vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên lại, nhiều sao hạng A vẫn còn cảm thấy bị lép vế. Thủy Tiên từng yêu cầu mọi người không gọi vợ chồng cô là Best Fit Việt Nam, song việc cả hai được đặc biệt danh như vậy cũng có nguyên do, vì trong showbiz Việt, rất hiếm cặp vợ chồng nào đều là sao hạng A, lại tương sắc về sắc phốc, sự nghiệp, độ nổi tiếng và tiền bạc như Công Vinh Thủy Tiên. Công Vinh từng được mệnh danh là ông vua chuyển nhượng, những năm đó anh thường được báo chí gọi là chân sút tiền tỷ, cầu thủ giàu nhất Việt Nam mà cho đến bây giờ vẫn chưa có cầu thủ nào được ưu ái gọi như vậy. Mùa năm 2008, để có được cái cực đầu của tiền đạo xứ Nghệ, Bầu Hiển đã phải chi ra số tiền lót tay kỷ lục 8 tỷ đồng. Ngoài số này, anh còn được hưởng lương lên tới 40 triệu đồng một tháng. Thời điểm đó, với mỗi trận thắng, đội Hà Nội T&T luôn có từ 700 triệu đến 1 tỷ rưỡi để chia nhau. Ngoài ra, nhiều lúc ông chủ tập đoàn TNT còn thưởng cho mỗi bàn thắng 50 triệu. Năm 2011, Công Vinh tiếp tục tạo ra một kỷ lục trên thị trường chuyển nhượng. Chia tay Bầu Hiển để về với đội Bầu Kiên, tiền đạo người xứ Nghệ được hưởng 14 tỷ đồng lót tay. Khi Bầu Kiên bị bắt, Công Vinh vẫn đã nhận được khoảng 10 tỷ đồng. Đặc biệt, dù lương trên hợp đồng của chân sút sinh năm 1985 chỉ là 50 triệu, nhưng trên thực tế Bầu Kiên luôn có khoản chi riêng, hàng tháng anh đều nhận được 70 triệu đồng. Khi sang câu lạc bộ Sapporo đá thuê, Công Vinh nhận được mức lương kỷ lục 7.000 USD một tháng, khoảng 150 triệu Việt Nam đồng. Và số tiền đội bóng này chi ra cho Công Vinh trong 5 tháng không dưới 60.000 USD, khoảng 1,3 tỷ Việt Nam đồng. Trong thời điểm kinh tế khó khăn, giá trị cầu thủ giảm đi rất nhiều, nhưng Công Vinh sang Bình Dương vẫn bỏ túi tiền lót tay 5 tỷ kèm mức lương 40 triệu một tháng. Những con số nêu trên đều chưa kể thu nhập từ những lần anh đầu quân thi đấu ngắn hạn cho các câu lạc bộ quốc tế. Không chỉ ở vị trí hạng A trong lĩnh vực của mình, anh còn là một ngôi sao thể thao nổi tiếng trong làng giải trí. Tất nhiên theo thời gian, nhiều cầu thủ trẻ khác như Công Phượng hay Mạc Hồng Quân cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Song sức hút truyền thông chưa ai bì kịp Công Vinh, do đó việc anh kiếm tiền tỷ từ các hợp đồng quảng cáo của nhiều hãng hay show truyền hình, sự kiện lớn cũng không có gì ngạc nhiên. Hồi còn ở Hà Nội TNT, Công Vinh từng gây choáng vì mua siêu xe mua chừng Mercedes LAK 200 trị giá 106.000 USD, khoảng 2,4 tỷ Việt Nam đồng. Vào năm 2012, vợ chồng tiếp tục sở hữu một chiếc Audi A5 Sportback trị giá 2,3 tỷ đồng. Tháng 4 năm nay, ngôi sao thể thao tiếp tục khiến phái nữ ganh tị với Thủy Tiên bằng việc mua vợ siêu xe Audi A8. Tại thị trường Việt Nam, chiếc xe sang trọng đến từ nước này được phân phối chính hãng với giá khoảng gần 5 tỷ đồng. Anh cũng là người rất thương yêu gia đình, sẵn sàng chi tiền để người thân sống sung túc. Nam cầu thủ mua cho bố một căn hộ tại chung cư cao cấp Tetco, đắt nhất nhì thành phố Vinh, mua xe ô tô cho mẹ, xây nhà cho chị cả, chị Thứ, giúp chị Thứ mở tiệm spa, nuôi em gái, cháu trai ăn học. Kiếm tiền tỷ là thế, song có lần Công Vinh tiết lộ thu nhập của mình không bằng vợ làm cộng đồng dậy sóng. Tất nhiên Thủy Tiên lập tức đính chính, đây chỉ là cách nói khiêm tốn của ông xã. Nếu so về khả năng kiếm tiền, nữ ca sĩ cũng được cho là không hề kém cạnh. Trong nghề của mình, Thủy Tiên là sao hạng A đắt xô nhất nhì. Tại thời điểm năm 2011, giá đi hát của cô tại các quán bar sàn nhảy đã lên tới 65 triệu đồng một buổi. Thủy Tiên từng tự hào về nguồn thu nhập khủng từ tiền nhạc chuông, nhạc chờ. Xét về doanh thu từ bản quyền kinh doanh âm nhạc ở Việt Nam thì không có ca sĩ nào qua được tôi, cô từng chia sẻ. Giống Công Vinh, Thủy Tiên cũng từng không ngần ngại mua tặng mẹ nhà 5 tỷ. Từ khi nổi tiếng, cô luôn dày kính lịch đi diễn, đóng phim, đóng quảng cáo, đi sự kiện. Đến nỗi, có tháng mở mắt ra là thấy sân bay, thời gian ngủ trên máy bay còn nhiều hơn ở nhà. Chỉ mới năm nay, Thủy Tiên chú trọng nghỉ ngơi đi du lịch, làm từ thiện và thực hiện những dự án cô yêu thích. Chẳng hạn như dự án phim Vợ ơi em ở đâu mới công chiếu hồi tháng 3 năm nay. Nói về việc bỏ 10 tỷ ra cho vợ làm phim, Công Vinh thẳng thắn cho hay 10 tỷ mua được nụ cười của bà xã thì cũng xứng đáng. Phát ngôn này không ngoa vì vô số lần Công Vinh tặng quà đắt đỏ cho vợ. Hồi năm 2012, Thủy Tiên gây sốc vì đeo chiếc đồng hồ rắn lớn thuộc dòng sản phẩm xa xỉ của BVL. Mạ vàng với mặt đính 190 viên kim cương tinh xảo, viền được khảm trên 30 viên kim cương khác trị giá 4 tỷ đồng.
Khi họp báo ra mắt phim tự sản xuất hồi năm nay, Thủy Tiên diện tiếp đồng hồ rắn nhỏ với trị giá khiêm tốn hơn, khoảng 2,7 tỷ đồng. Trước đây, vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên sống tại một khu chung cư cao cấp ở quận 2. Đến giữa năm 2014, cả hai mới dọn về căn biệt thự ở quận 7, trị giá gần triệu đô, có diện tích là 300m² với sân vườn rộng rãi. Ngôi nhà xa xỉ ven sông này nằm khu vực được bảo vệ an ninh 24/24. Được biết, miếng đất xây biệt thự đã có giá khoảng 10 tỷ, phần trang thiết bị nội thất xa hoa cũng khoảng 7-8 tỷ đồng. Bên trong xây cả phòng thờ, phòng karaoke, phòng đọc sách, phòng tập gym. Hồi cuối năm 2014, đám cưới tiền tỷ ở Kiên Giang của cả hai cũng làm tốn hao bao nhiêu giấy mực báo giới. Chỉ riêng tiền váy cưới trong đêm tiệc đã lên đến 500 triệu đồng. Chiếc nhẫn kim cương trị giá 1 tỷ đồng được Công Vinh trao tặng cho bà xã trong đêm tiệc. Khâu trang trí tiệc cưới tiêu tốn khoảng 2 tỷ đồng với 45.000 mét vải lụa phủ khắp không gian đám cưới. 50.000 bông hồng trắng được 15 thợ lành nghề, đơm kết ngày đêm, các vật liệu được chuyên chở bằng 10 xe tải. Hai vợ chồng toàn sao hạng A với khả năng kiếm tiền khủng nên cuộc sống bạc tỷ của họ được nhiều người ngưỡng mộ ao ước. Thủy Tiên bây giờ hạnh phúc viên mãn bên ông xã, nên với cô, việc đi siêu xe hay mặc hàng hiệu dường như không còn nhiều ý nghĩa. Bây giờ người ta thấy cô đội nón lá đi làm từ thiện còn nhiều hơn đi sự kiện. Kể từ hồi có con, vợ chồng cô giác ngộ Phật Pháp, đem cuộc sống bạc tỷ của mình san sẻ nhiều hơn cho các mảnh đời khó khăn.